Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng chào quý vị và sau đây được cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và một cô cháu quen thuộc như thường lệ, cô Viên Nguyễn. Mời cháu gọi chào quý vị. Thưa chú, con là Brenda Vi Huỳnh và con kính Huỳnh. Yeah. chào chú. Con kính chào quý cô chú bác. Tây thì, chú biết Vi Huỳnh, mình con. đọc Vi Nguyễn. Dạ. Yeah. Uh, sorry sao đi cháu? Dạ, yeah, thứ không sao. Điều cho nó chú năm già đậm cẩm đó, phải không? dạ <laughs> không phải tại vì nhiều khi nãy giờ mình nói chuyện hay chú cháu mình nói cái mình không có để ý cho nên mình quên chứ không gì đâu chú, yeah. chú đề là Vi Huỳnh Brenda Vi Huỳnh mà chú đọc Vi Nguyễn, tàu dương gái chú nó Vi Nguyễn nó quen đi, dạ, yeah. dương gái lớn của chú tên là Vi Nguyễn, dạ, yeah. Nguyễn Thúy Huỳnh Vi, wow, Vy. tên đẹp quá, <laughs> tên nó phải chú đặt mà lúc chú chưa tụ ra thì ở nhà đứa con, đưa em út của chú nó đặt cho đứa con của chú lúc để ra chú ở trong tù mà. Yeah. lúc còn Việt Nam thì đó thì chào cháu Vi Huỳnh rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ nói một đề tài rất thú vị đặc biệt tôi hiểu được cái trăn trở của Vi Huỳnh là muốn chăm sóc lo lắng các cụ coi các cụ như những người ân nhân của mình, cha mẹ mình cần phải được chăm sóc, giúp đỡ và đôi khi mình làm cái nghề này, mình sống cái nghề này thì mình càng phải lo lắng các cụ hơn. Thì câu chuyện giữa tôi và cháu Vi mình là chỉ có một mục đích là làm sao nói cái gì đây để cho các cụ hiểu. Nói tớ nói một lần không hiểu thì nói nhiều lần. Mình nói một chuyện này không đúng, không nói chuyện nọ và những chuyện nào thiết thân nhất các cụ quan tâm nhất thì đem một chuyện bạn một cái chuyện đó mình bàn với các cụ thì nếu có nhân được thế trẻ mà ai cũng giống như cháu Vi Huỳnh thì những người lớn tuổi như chú Nam rất là vui mừng vì ở trong nhà các con các cháu Ở đường như các cháu Vi Huỳnh như vậy lo thì đời sống mình yên tâm hơn cảm ơn cháu dạ con cảm ơn chưa bây giờ trong cái tuần này mình có hai đề tài nói chuyện đề tài thứ nhất là cái chuyện medicare như thường lệ và cái đề tài thứ hai nó phụ theo tôi là cái long thơm khe tại sao mình cần long thơm khe long thơm khe là cái gì tại sao chúng ta cần nó nó sẽ giúp chúng ta trong những trường hợp khác nhau như thế nào và chúng ta làm sao để mua giá rẻ nhất đó những câu long thơm khe là chăm sóc dài hạn chăm sóc nhà thì mua càng già nó càng đắt thì chúng ta nên mua tu trẻ như thế nào. Thì đó là hai đề tài của chúng tôi nói chuyện chính ngày hôm nay. Thì trước hết cháu muốn nói cái đề tài nào trước cháu? chú à, trước hết con muốn chia sẻ với chú là trong tuần này con có gặp một người khác thì chú đã 65 tuổi hồi tháng 8 vừa rồi nhưng khi mà chú nhận được cái thẻ Medicare đó thì chú nghĩ là đủ rồi, không có cần phải làm thêm gì nữa. Thì chú um, cứ để yên đó. Nhưng mà hồi tháng 12, chú um, đi chơi tennis và chú bị uh, bị té thì um, đi vô emergency thì mới find out ra là mình không có cái bảo hiểm nào hết. Um, cho nên là cách đây hình như là tuần vừa rồi chú tới với con chú mang tới cái bill con thấy là mười mấy ngàn á chú nói với con là vừa rồi chú bị té chú có cái thẻ Medicare này nè mà bây giờ chú nhận chú đi vô cho mình giờ chú có chú nhận cái bill như vậy nè thì chú phải làm sao thì con mới giải thích với chú là khi mà mình có cái Medicare đó thì mình có 60 ngày để mà mình gia nhập Vô cái chương trình thuốc Bởi vì uh, chú này khỏe mạnh lắm Không có uống thuốc gì hết Cho nên là nghĩ là không có đi gặp bác sĩ Không cần thuốc men gì hết cho nên Rồi cứ để uh, nhận cái thẻ Medica Xong rồi để yên đó thôi Thì con mới giải thích cho chú là cái luật là như vậy Mặc dù là chú khỏe mạnh Chú không uống một cái viên thuốc nào bác sĩ viết to cho uh, Chú vẫn phải uh, gia nhập Vô cái uh, drug plan Nó gọi là prescription drug plan uh, Và thêm cái nữa là Một cái sự lựa chọn thứ hai đó là optional chứ không phải là bắt buộc, đó không phải là luật. Bởi vì cái thẻ Medicare đó phần e và phần B là 80%, còn cái 20% là cái phần phụ trội là mình có hai cái sự lựa chọn. Thứ nhất đó là mình chọn cái Medicare supplement hoặc là cái, nó gọi là Medigap nữa. Hai đó là mình chọn cái Medicare advantage. Nếu mình chọn cái Medicare advantage đó, thì nó có cái phần drug plan ở trong đó luôn. Thì chú không cần phải mua thêm cái phần drug. Nhưng mà nếu mà chú chọn cái Medigap hay là cái Medicare supplement thì chú phải mua thêm cái phần drug plan thì cái drug plan đó là cái luật trong 60 ngày mình phải bắt buộc là mình phải um, um, mua nó và mình cho vô. Thì chú là um, không có cho vô cái drug plan là chú đã bị phạt một uh, mỗi tháng tới bởi vì cái um, sinh nhật của chú là tháng 8. Tháng, hết tháng 8 rồi hết tháng 9 là bắt đầu qua tháng 11, tháng 12 và tháng 1 là 3 tháng. 3 tháng thì chú bị phạt chỉ có 3% thôi. Nhưng cái 3% này nó cũng không có là bao nhiêu tiền hết, có khoảng chừng đồng mấy hai đồng trở lại thôi. Nhưng mà à, con giúp cho chú cho vô một cái cái chương trình mà à, giống như bảo hiểm thì chú sau này bắt đầu cái tháng 2 là chú sẽ nhận được cái bill đòi tiền chú ít nhất á là một đồng mấy chục sen đó, đó Mà mỗi tháng chú phải trả suốt đời luôn Là tại vì uh, chú bị phạt 3 tháng Cho dù là mình bị phạt mấy chục sen thôi uh, Khi mà mình cho vô một cái chương trình bảo hiểm người ta uh, Nhận thấy được là trước khi mình uh, Sau khi mình 65 tuổi 60 ngày Mình không có một cái drop uh, uh, plan nào cover cho mình hết Là bắt đầu cái tiền phạt nó bắt đầu nó khí nó kìm nhiều Cho nên đây là một cái um, trường hợp mà con muốn chia sẻ với uh, tất cả quý cô chú bác có Medicare um, đều tất cả đều là luật hết um, quý cô chú đừng có uh, coi thường bởi vì nhiều khi mình quên mình sơ sót á mình không có để ý á thì um, người chịu thiệt chính là bản thân của mình thành ra quý cô chú nào có ừ, bạn có bè bạn, người thân bác. chuẩn bị sáu mà có giống như là người có thẻ Medicare uh, 65 tuổi mình có thể mình chuẩn bị trước Uh, để mình apply Medicare hoặc là khi mình có Medicare thì mình phải tìm hiểu mình coi cái chương trình nào nó phù hợp với mình uh, để mà mình cho vô cho nó kịp thời mà mình đừng có bị um, bị phạt. Đó là cái mà chia sẻ của con. Thì quý cô chú đừng có ngần ngại gọi con ở số phone là 408 310 0315 Dạ 408 310 0315 năm uh, Thì chú chú này đi tới mang cái bill tới cho con á cái bill mười mấy ngàn đó đó là chú phải trả tiền túi thôi tại không có ai trả cho mình hết bởi vì chú không có một cái chương trình phụ trội để mà cover cho chú cái hai mươi phần trăm phải đâu đi như thế nào cháu thì con giúp cho chú gia nhập vô một cái chương trình bảo hiểm bắt đầu tháng 2 đó thưa chú thì uh, chú uh, nhưng mà chú vẫn phải trả cái cái tiền cái bill đó tại không có chỗ nào trả cho mình được hết. Unless là mình um, giống như là mình nếu mà trả, trả không nổi, nếu chú này trả không nổi thì uh, mình phải uh, giống như là deal với người ta make payment arrangement là mình trả payment chứ còn nếu không um, chứ còn không có được waive cái gì hết. tại vì cái đây um, cái bảo hiểm của chú không có cái cái phần 20% Thành ra chú phải trả cái phần đó phải chứ. như vậy chú nghĩ có nhiều người bị như vậy không? Uh, đây là người khách thứ hai con gặp phải người khách đầu tiên đó thì khi mà có cái bảo hiểm uh, medicare rồi cũng không có là cũng uh, lúc mà 65 mươi á tuổi đó, chú lại không có để ý là cái cobra nó không cho uh, thành ra là chú vẫn tiếp tục dùng cái cobra thì chú bị phạt mấy tháng đó đó nhưng mà khi mà chú đi stanford đi thử máu thì chú cũng Uh, nhận được bill đòi tiền chú đó là um, chú này là trường hợp thứ hai còn một cái trường hợp khác nữa đó thì là không có phải uh, bị đi bệnh viện nhưng mà bị phạt cái phần drug plan mm. hình trong cái nghề của con con thấy uh, uh, bị phạt uh, Lập đi lặp lại hoài cũng là một trong những cái phần mà giống như chương trình thuốc mà mình phải gia nhập vô sau khi mình sau khi mình có thẻ Medicare thì um, Khách của con cũng có khá nhiều người bị phạt. Giống như con thường hay nói, mấy chục sen cũng có, đồng mấy cũng có, hai ba đồng, năm bảy đồng, có mấy chục đồng, rồi cả mấy trăm đồng cũng có nữa thưa chú. Ở cái số tiền mà, mà premium đó, nó càng nhỏ đó, thì người ta hay dễ quên đúng không con? Người ta hay không quên những món nợ lớn, bởi món nó nó nhắc nhở mình là đâu tiền lớn phải để dành mới có tiền trả thì người ta nhớ và những lắc nhắc nợ một hai đồng ta hay quên mà nó nhưng mà lực cái lực không plan nó, là... nó gọi nó nó gửi thư nó đòi tiền mình đó chú cho dù có mấy chục sen đồng mấy mà mình cũng nhận được nó hàng tháng anh lớn thường thường con hay khuyên mấy quý khách của con khi mà nhận được mấy cái bill đòi tiền mình thiếu nợ mấy đồng một tháng mấy sen một tháng như vậy đó thì cứ viết một cái check nguyên năm luôn trả hết cho họ luôn đi thì mình sẽ khỏe mình học mình chỉ tốn một con tem thôi. Còn nếu không mỗi tháng mình vẫn phải trả thì nó nó nhức đầu lắm. Thật sự nó cũng không có bao nhiêu tiền. Mấy chục sen thì tính ra nguyên năm thì cũng có mấy đồng thôi. Dạ. Chào. Vừa nghe nói này. tôi nói xong nhìn. rồi. Thì cái số tiền nhỏ hay quên dạ yeah. nhưng mà số tiền nhỏ hay quên thật không như vậy vậy thì có cháu có cách nào để giải quyết để nhớ không Dạ yeah, không, thì giống như con mới nói đó là mình viết một cái check cho nguyên năm 12 tháng luôn thì ví dụ ờ, nửa năm, tháng hai lần luôn ví dụ là mình nếu mà mình đâu có biết là mình ở trong cái chương trình bảo hiểm đó tới bao giờ nhưng mà ít nhất là mình cũng ở trong cái plan đó tới cuối năm thì ừ. nửa năm á thì mình viết cho mình choi cái bảo hiểm vô nửa chừng á thì mình trả cho hết tới cuối năm Cờ, từ tháng nào mình choi vô thì mình cứ trả hết tới cuối năm thì mình sẽ khỏe không cần phải điêu với nó nữa. Thì xong rồi khi nào mình đổi qua một cái chương trình bảo hiểm khác nữa đó thì là mình phải uh, mình lại phải nhận cái bill mới của cái từ cái chương trình bảo hiểm đó nữa. Tại vì cái tiền phạt của mình đó thưa chú và thưa quý bác uh, không phải cái bảo hiểm đó nó phạt mình mà là dựa lên theo cái federal um, record thì uh, ở trong ở trên Medicare system á uh, thấy được cái tên của mình là mình không có cái bảo hiểm uh, sau khi ít nhất là bảo hiểm cái job plan sau khi mình 65 tuổi um, 60 ngày đó thì là mình sẽ bị phạt cho nên mình đi bất cứ chương trình bảo hiểm nào người ta cũng đòi mình hết á, uh. mình đổi ví dụ như mình ở Alignment thì Alignment đòi mình, mình qua Central Health thì Central Health sẽ đòi mình hoặc là mình đi về mình đi qua cái chương trình CCA hoặc là United Health công ty nào cũng đòi mình khi mà nếu như mà mình thiếu nợ dạ yeah. như vậy không nghĩ là có Medicare rồi thì everything is okay từ đó và chúng ta dạ, còn nhiều chưa. dạ chưa khi có Medicare rồi đó là mình phải uh, tìm hiểu ngay các chương trình nào nó phù hợp với mình để mình join vô thì lúc đó mình mới thật sự là yên tâm Ok rồi còn chuyện gì liên quan đến Medicare chỗ cần nói không? Dạ, con muốn nhắc nhở quý cô chú nào năm nay là sinh năm 1959 thì um, quý cô chú um, được apply trước 3 tháng tuổi uh, khi mình được 65 tuổi. Nếu mình sinh từ hai tay đến 31 tay của tháng, còn nếu mình sinh một tay của tháng đó thì mình được apply trước 4 tháng tuổi cho nên là um, liên lạc với con thì con sẽ hướng dẫn cho mình apply cái uh, Medicare. Mình có thể gọi lên trên Medicare mình làm một cái hẹn để uh, mình uh, apply Medicare qua phone hay là đi tới gặp con. Thì nếu mà tới gặp con á thì chuẩn bị cho con chẳng hạn như là ngày tháng năm sinh, an sinh xã hội, địa chỉ nhà, số phone, email, ngày mình vô quốc tịch và ngày nếu mình lập gia đình thì ngày làm hôn thú thì đó là những cái um information mà con cần để mà giúp cho uh, quý cô chú apply cho Medicare. Um, quý cô chú có thể gọi con để hẹn um, ở số 408 310 0315 và dạ, 408 310 0315. Về cũng quá nhiều chuyện phải lo phải không con? Dạ. Yeah. <laughs> làm riết cũng quen chú ơi khi mà quý chú quý bác uh, tới với con mà apply thì con làm cũng lẹ lắm chứ nếu như mà cái hồ sơ cái system nó cho con move forward đó con làm trong vòng 10 15 phút thôi à không có lâu lắm. Ừ. Về Medicare còn gì được không Trước khi chú sang đề tài khác Mà chú nghĩ cũng rất nhiều người muốn nghe Đó Long Term Care Về Medicare còn gì nữa không có cháu Dạ con nhắc vậy được rồi thưa chú. Thì một dạ. lần nữa à, uh, nhắc quý bác để cho đừng có quên trong cái thời gian này là mình có thể thay đổi thêm một lần nữa nếu như mình không có vừa ý với lại cái chương trình bảo hiểm hiện tại của mình thì quý cô chú cũng đừng có ngần ngại gọi con um, tham khảo và tìm hiểu với con coi mình có thể thay đổi được một cái chương trình bảo hiểm nào uh, tốt hơn phù hợp với mình hay không Có yeah. một người hỏi chú là trong chương trình này nên hỏi cho vi Huỳnh nữa là về long term care cháu có sở trường về cái long term care không? dạ con cũng làm về long term care thưa chú nói chung là ừ. um, ngoài cái cái nghề chính medicare của con ra con cũng làm nhiều thứ khác chẳng hạn như con làm về quỹ niên kim mà nuôi đi nè con làm về long term care con làm về bảo hiểm nhân thọ con cũng làm về bên funeral luôn uh, ừ. dạ thì cái về, về cái phần long term care thưa chú và thưa quý bác là cái bảo hiểm của mình bên Medicare không có cover cho long term care. Khi mà mình trôi vô một cái chương trình bảo hiểm nếu mà mình bị bệnh, mình nằm viện sau 90 ngày và mình vẫn còn bệnh thì nếu mình nằm trong cái chương trình Medicare Advantage thì sẽ có đài thọ thêm cho mình 100 ngày sau đó nữa. Chẳng hạn như là um, mình được có y tá đi đến nhà của mình lo cho mình 20 ngày đầu tiên không có đóng tiền nhưng qua ngày thứ 21 đến ngày 100 thì mỗi một ngày sẽ phải trả cái tiền copay mà sau khi mà mình không mình 100 ngày đó mình vẫn còn bệnh nữa thì bệnh viện, cái cái bảo hiểm nó sẽ không có đòi thọ cho mình về cái phần long term care. Tất cả những chương trình bảo hiểm về Medicare, bảo hiểm không có cho mình cái long term care. Thưa chú và thưa quý bác, cái đó, phần đó là mình phải tự lo cho mình. Mà cái long term care đó, mà nếu mà mình mua ở tuổi sau 60 tuổi đó, là cái giá rất là cao. Thành ra là khi mà quý cô chú nào nghe hai chú cháu con nói chuyện á, về cái vấn đề long term care đó Thì chia sẻ với người nhà Là con cháu của mình đó, ở tuổi của con đó, Giống như là từ um, Dưới 50 tuổi trở lại Mà chuẩn bị cái long term care Thì nó sẽ, cái giá tiền nó sẽ Giống như là uh, rẻ hơn nhiều Còn nếu mà uh, trên với cái tuổi uh, 50 trở lên đó, Thì cái giá nó sẽ cao hơn yeah. Tại vì... Như vậy mình trở đi vấn đề căn bản Đầu tiên long term care là gì cháu Là ý của chú là sao thưa chú trở lại những cái câu hỏi nhiều người hỏi vậy long term care nó là gì dạ thưa chú long term care là sau khi mà mình nằm viện dài hạn mà mình vẫn còn bệnh thì mình sẽ không còn nằm ở trong cái bảo hiểm đó nữa thì giống kỹ như là uh, long term care chúng vô viện dưỡng lão mình nằm vậy đó chú dạ vô nó sinh mình nằm đó chú dạ ừ. như vậy có nghĩa là long term care là nó sẽ trả chi phí trả như đúng là nợ sinh mình mình bị bệnh tật mình vô nợ sinh hôn thì long term care trả già dạ. quá ăn uống khó khăn đi lại khó khăn thì mình vô nơi xưa mình có thì long term kia nó trả phải không dạ đúng rồi thưa chú quý chú uh, quý cô chú bác nào mà nếu mà có medical lát xe bây giờ mình đang ở mình còn khỏe mạnh mình đang có medical và medical mình gia nhập vô cái chương trình bảo hiểm ở trong nhóm như là những cái plan mà con đang làm thì uh, khi mình khỏe mạnh thì không sao hết nhưng đến khi mà mình bệnh nhiều mình phải vô mà nursing home, mình phải vô mình mình trở thành long term care thì um, quý cô chú không nên nằm ở trong cái bảo hiểm nữa bởi vì cho dù mình ở trong đó đi nữa bảo hiểm họ cũng không có trả. Mà nếu mà mình có medical thì mình đừng có lo bởi vì cái long term care sẽ trả tiền còn cái cái medical sẽ trả tiền cái long term care đó cho mình thì thường thường con nói nói đùa nói vui con cái cái medical là cái bùa hậu mạng của quý cô chú mà đó là sự thật tại vì họ có nó nó rất là đỡ nó trả cho mình được cái thuốc men rồi mấy cái chỗ mà nursing home mấy cái medical equipment này kia đồ cũng rất là helpful cho mình dạ yeah như vậy nếu mình về già mà mình có lon thơm khe tìm vô trong nơi xưa mình ở thì chính phủ sẽ trả cho mình cái lon lon thơm nó trả cái tiền nằm trong nơi xưa hôm của mình mà mình không phải trả gì hết phải không cháu Dạ, yeah. chính phủ trả với điều kiện mình có medical nha thưa chú Còn nếu mình không có medical thì mình phải trả uh, pay out of pocket của mình đó, Là mình phải tự như vậy cho... phải vừa trong medical nó có Long lon thơm khe hay là hai cái đó nó riêng ra à, thật sự medical trả cái tiền cho long term khe chứ không phải là trong cái long term Care nằm ở trong mấy cái medical chú. chứ Medicare mà trả tiền cho long term Care? dạ yeah. nó trả hết không dạ trả hết lo hết luôn á tất nhiên mình không có trả tiền túi ra nếu mà quý cô chú nào mà có medical thì mình không cần phải lo cái phần đó giống như là nói chung là giống như là low income á thưa chú dạ yeah. Ừ. là được lo hết luôn. Còn nếu như người ta không có cái medical thì người ta muốn vào long thân care có được không? Mình không có medical thì mình phải trả cái tiền túi của mình. Còn có một người khách uh, chú này uh, vợ của chú á, là nằm một chỗ uh, không có mà đi đứng được á, mà chỉ có Medicare không thôi, không có medical thì phải ở nhà chú phải lo cho vợ cho chú đến khi mà vợ chú mất luôn là tới gần 4 năm năm luôn đó là chỉ là bảo hiểm là cho cái thuốc uống thôi chứ còn mà về cái phần mà um, giống như chăm là sóc. chăm sóc là không có thôi chú và mình phải tự lo mình phải tìm người nhưng mà chú không tìm người chú tự lo cho, ba, cho vợ của chú với kinh nghiệm của cháu và cháu khuyên người ta như thế nào con mới vừa nói mới vừa chia sẻ đó thì chú thì khi mà long term khe đó uh, tuổi càng lớn là cái giá tiền mình mua riêng rất là mắc giống như là tuổi của con hoặc nhỏ hơn thì sẽ đỡ hơn bởi vì Long Thâm Khe cũng coi theo cái tuổi và cái sức khỏe của mình thì bây giờ ở trong cái chương trình bảo hiểm nhân thọ mà con làm thường thường trước đây ngày xưa những năm trước thì có riêng cái phát Long Thâm Khe không mình mua riêng thôi mà cái Long Thâm Khe mình mua riêng giống như là mình đóng hụi chết gì đó nếu mà mình mua mình xài mình cần tới thì mình mới xài còn nếu không á, thì mình không có được lấy cái tiền đó ra nhưng mà bây giờ á, cái chương trình bảo hiểm nhân thọ nó có tụi con gọi ở đây giống như là một cái umbrella thì nó có cái long term care ở trong đó nếu mà mình mua cái nguyên cái package đó có cái long term care thì uh, mình không cần thì cái tiền đó sẽ thành là cái tiền Uh, tiền tử cho người thân hoặc là mình nếu mình sống thọ mình có thể mình lấy cái tiền đó ra mình biêu một số tiền ở trong đó thì mình lấy cái tiền đó ra mình xài được mình mượn ra từ cái policy mình xài được còn mà mình uh, không cần tới mình xài tới mình có long term care mình cần tới thì mình vẫn có cái tiền đó để cover cho cái long term care thành ra là uh, một lần nữa tuổi lớn thì cái long term care sẽ mắc hơn nhưng mà cái tuổi trẻ hơn á, thì sẽ dễ dàng uh, Uh, mua giống như là mình có thể mình nào được đó thưa chú và thưa quý bác nha. Yeah. Như vậy là mình càng lo long tôm khe ở tuổi càng sớm thì giá nó càng rẻ. Dạ. Yeah. Và kể cả lúc mình đang ở tuổi thanh xuân chưa bệnh đâu gì, chưa già mình mua nó vẫn mua trước nó vẫn rẻ. Đúng không cháu? Dạ yeah, phải thưa chú, Ừ. Yeah. Um và nếu sau đó mình lớn mình có Medicare. Mình có Medicare thì mình không cần Medicare nữa, mình không cần cái long term care nữa, thì automatic thì mình có Medicare thì tự động nó sẽ cover luôn cái long term care. Dạ phải à. Đúng không, Châu? Dạ. Khi mà có Medicare rồi thì quý cô chú không có cần phải lo về cái chuyện mà long term care tại vì cái đó cái cái Medicare sẽ trả cho mình cái phần đó. Dạ. Medical nói chung là nó có nhiều loại không? Medical á, thì là low income thôi chú Khi mình có hội đủ điều kiện Cái guideline của mình Mình biết được cái requirement Thì mình sẽ được cái medical thôi Ừ. Và khi Medical đương như có nó sẽ lo hết cái vấn đề long term care mình vì không lo nữa phải không? Dạ yeah. Nhưng mà cái um, năm nay nè chú um, Chính phủ uh, không có coi access cho mà cầm về cái phần medical nữa chỉ có chắc cái income thôi nếu mà income của mình hội đủ điều kiện mình thấp á, đủ cái dưới cái số cái guideline của chính phủ thì sẽ hội đủ điều kiện đó là household số medical. income individual income dạ nếu mà mình khai thuế hai mình khai thuế hai người thì tính theo guideline income của hai người mà mình có khai thuế cả, cả gia đình ba bốn người thì tính theo income của ba bốn người dạ. còn nếu mà hai vợ chồng mà khai thuế riêng thì sao thì là tính hai người thôi thôi chú ừ. dạ. nhưng mà ví dụ như cháu đi làm lương cao mà chồng cháu bị thất nghiệp ở nhà không có lương gì hết thì tính ông chồng chú muốn đọc medical ông chồng cháu muốn đọc medical có phải tính vô lương income của cháu không dạ thì có nó vẫn là nó bằng là household income không? dạ đúng rồi dạ Ừ. ừ. rồi đây là một chương trình mà chúng tôi nghĩ rằng với cô mà vi huỳnh này đó thì cô làm một số cái lĩnh vực tài chính để phục vụ cộng đồng chúng ta mà sâu cái ngoài cái medicare mà Huy đã biết cô có làm cái công việc nữa dịch vụ nữa đó là đó, đó là chúng tôi vừa nói đó là long term care nếu vì có nhu cầu thì cũng có thể liên lạc với cô Quyên số điện thoại mấy cháu Dạ, thưa số con con 408 310 0315 Dạ, 408 310 0315 à, Địa chỉ văn phòng con là 3005 Silver Creek Road, phòng 102 San Jose, California 95121 Ngoài trên Medicare và Long Term Care thì cháu còn làm một số các các cái dịch vụ tài chính khác phải không? Dạ, thì con Nhưng... uh, cũng vừa mới chia sẻ con làm thêm về annuity quỹ niên kim, con làm thêm uh, bên uh, um, bảo hiểm nhân thọ life insurance, uh, con cũng làm luôn cái funeral là về uh, hậu sự đó thưa chú. Ừ, thì thưa thưa vị sắp tới chúng tôi sẽ khai thác thêm những cái công việc mà cô Vi Huỳnh này làm vì nó liên quan nhiều công việc tài chính của gia đình những vấn đề tài chính của quý vị thì có lẽ cô cũng cho biết những công việc cô làm và hy vọng cô sẽ giúp được cộng đồng chúng ta nhiều hơn và quý vị càng đến cô hình đông hơn thưa quý vị và trước khi giơ tay quý vị cháu còn điều dặn dò gì tất cả quý vị ngày hôm nay không con chỉ muốn uh, quý cô chú hiểu uh, nhớ con là khi mà mình đến tuổi Medicare hay mình đụng về cái chuyện những câu hỏi thắc mắc về bảo hiểm Medicare thì đừng có cần ngại gọi con con sẽ uh, uh, giúp và chia sẻ những cái thắc mắc của quý cô chú. Dạ yeah. Và một trước lần đây còn một con. hai chục năm. Dạ. Yeah. Trước đây còn một hai chục năm chú có người bạn làm radio nói ông câu mà bây giờ anh chết lâu rồi chú vẫn nhớ quý vị có những cái lo lắng băn khoăn trăn trở nhức đầu mất ngủ cứ nhùi nó lại một cục quăng cho cô quy hình cô sẽ lo toàn bộ cho quý vị quý vị đổi lấy cái sự an giấc cho mình không phải nhức đầu không phải lo lắng không phải suy nghĩ nữa Bởi cô quy hình có cái nghề cổ làm nhiều thứ Medicare, rồi long thơm khe rồi hậu sự rồi đủ thứ bảo hiểm đủ thứ những cái dịch vụ để phục vụ con người chúng ta. Quý vị có thể gọi câu quyền này số 408 310 0315 408 310 0315 Xin cảm ơn cháu cho những thông tin rất bổ ích và cảm ơn quý vị đã theo dõi. Dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều và con cảm ơn thời giờ quý báo của tất cả quý cô chú đang lắng nghe và theo dõi chương trình của hai chú cháu con. Con kính chúc cảm chúc ơn. Khỏe, cả nhà luôn khỏe mạnh. Dạ. Cảm ơn cháu, cảm ơn quý vị.